sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng lan tỏa sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, sản xuất thông minh và tự động hóa không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là đòn bẩy quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp. Từ các xưởng sản xuất vừa và nhỏ đến những nhà máy quy mô lớn, việc áp dụng tự động hóa công nghiệp đã mang đến sự cải thiện đáng kể về năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí sản xuất. Đứng trước xu thế này, Bình Dương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực để giúp doanh nghiệp ứng dụng thành công tự động hóa sản xuất, từng bước tiến lên phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị công nghiệp. Với vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, Bình Dương được xem là thủ phủ công nghiệp của cả nước khi sở hữu 33 khu công nghiệp với tổng diện tích 14.790 ha, chiếm 7,9% trong tổng số 416 khu công nghiệp được quy hoạch của cả nước. Tính đến nay, Bình Dương có 4.300 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 40,7 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 về thu hút vốn FDI của cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Về đầu tư trong nước, toàn tỉnh hiện có hơn 68.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đăng ký hơn 754.000 tỷ đồng. Để đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập, nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương đã tiên phong ứng dụng các công nghệ tự động hóa như robot công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động và dây chuyền sản xuất thông minh. Điều này không chỉ cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước, mà còn góp phần xây dựng Bình Dương trở thành một địa phương tiên tiến về công nghệ và sản xuất hiện đại. Song song với quá trình tự động hóa, việc quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả cũng là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi sản xuất thông minh. Với nguồn năng lượng tái tạo ngày càng phát triển, tỉnh Bình Dương đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các công nghệ năng lượng sạch, giảm thiểu tác động đến môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững. Tỉnh đã và đang tập trung phát triển các khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái với các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng. Ngành công thương cũng đã có xây dựng những cái đề án cũng như là về cái phát triển về cái công nghiệp phụ trợ và cũng như là thu hút những cái mà doanh nghiệp có công nghệ phát triển cũng như là chuyển đổi số vào cụm công nghiệp, tổ chức những cái hội thảo cũng như hội nghị và có những cái chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể về việc mà vay vốn, rồi cái chương trình mà khuyến công hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà đổi mới những cái công nghệ mới và hỗ trợ tiền từ những cái cho các doanh nghiệp này để mà thay đổi công nghệ của mình để có thể mà nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình. Rõ ràng để vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội trong thời đại số không còn cách nào khác hơn là doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, ứng dụng tự động hóa, hướng đến sản xuất thông minh cũng như nâng cao trình độ nhân lực, liên kết chặt chẽ và sâu rộng hơn nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh. Theo thống kê, hiện có hơn 90% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có quy mô lớn của Việt Nam đều áp dụng công nghệ tự động hóa để tăng cường năng lực sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, tự động hóa sản xuất thông minh sẽ không có một mẫu số chung nào cho các doanh nghiệp. Việc tìm ra giải pháp phát triển sản xuất nào cho quá trình chuyển đổi phụ thuộc vào định hướng và những điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần xác định lộ trình chuyển đổi, ứng dụng các giải pháp tự động hóa hay sản xuất theo xu hướng thông minh phù hợp với tình hình sản xuất và tiềm lực của mình. Cái việc mà hướng đến cái chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hướng đến cái ta gọi là nhà máy thông minh hoặc là cái khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thông minh thì nó là một cái quá trình, và ở trong quá trình đó thì cái sự chủ động vẫn phải là từ phía doanh nghiệp. Thì chúng ta sẽ xây dựng làm sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, điều kiện về cái năng lực tài chính cũng như là cái nhân sự của đơn vị. Và tôi tin rằng là chúng ta với những cái nghiên cứu khả thi cẩn thận đó, thì chúng ta sẽ lấy cái mục tiêu lợi nhuận hay là lấy cái mục tiêu phát triển bền vững cái doanh nghiệp của mình để có thể tiến xa ở trên cái con đường xây dựng và phát triển trong tương lai đó, để chúng ta sẽ lựa chọn những cái
tiêu chí thích hợp và sẽ tìm thấy cái giải pháp phù hợp cho mình ở trong từng giai đoạn. Hiện nay, số doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 95% tổng số doanh nghiệp đầu tư trong nước đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp này thường gặp khó khăn về nguồn vốn, dây chuyền sản xuất lạc hậu, nên việc ứng dụng tự động hóa chuyển đổi số thực sự là một thách thức không nhỏ. Vì vậy, thực hiện chuyển đổi sản xuất theo hướng tự động hóa cần có sự hỗ trợ về chính sách của chính phủ và địa phương. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đẩy mạnh tự động hóa và quản lý năng lượng hiệu quả hướng tới sản xuất thông minh, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, hạ tầng, đào tạo nhân lực và kết nối giao thương, đẩy mạnh các chương trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý để tìm ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Ngoài ra, để đem đến cơ hội giao thương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, các giải pháp tự động hóa, Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động tăng cường kết nối với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tìm ra những phương pháp hiệu quả nhất để nâng cao năng suất và hiệu quả đầu tư. Mới đây, đơn vị đã phối hợp cùng Trung tâm Hội nghị triển lãm COES Hàn Quốc tổ chức hội nghị tự động hóa và năng lượng với chủ đề Động lực cho sản xuất thông minh. Tại hội nghị, các chuyên gia đã trình bày và thảo luận về vấn đề thúc đẩy thương mại, chiến lược phát triển công nghiệp và tự động hóa của Việt Nam, vấn đề phát triển khu công nghiệp hướng tới thông minh, chính sách bền vững và Net Zero. Với sự tham gia tích cực và đóng góp ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp và các nhà quản lý, hội nghị hứa hẹn tìm ra nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo nền tảng cho quá trình phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương. Giải pháp quản lý năng lượng, sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, thì đó cũng là một cái phần làm tiết giảm cái chi phí, nâng cao cái năng lực cạnh tranh. Đồng thời tôi cũng nghĩ rằng về phía chính sách ấy, thì cũng cần có những cái nhanh chóng, có những cái giải pháp để doanh nghiệp sử dụng cái năng lượng tái tạo một cách chủ động và tích cực, để làm sao và chúng ta giảm dần cái sử dụng cái năng lượng từ cái điện lưới. Và bên cạnh đó thì những cái chương trình tái chế để làm sao mà nó giảm cái phát thải cũng là một cái hoạt động hết sức là thực tế, và nó làm cho cái giảm cái chi phí ở trong cái quá trình sản xuất, nâng cao được cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì nếu được thì chúng ta có những cái chương trình nó mang tính kích cầu để mà ta tạm gọi là vốn mồi đó, để doanh nghiệp có thể được cái sự động viên một phần và cái sự chia sẻ của các cái tổ chức tài chính như là ngân hàng, để có những cái gói tài trợ hỗ trợ cho doanh nghiệp mà có cái đề án chuyển đổi tốt, từ đó chúng ta nhân rộng cái mẫu hình này ra để giúp cho cái quá trình đó chúng ta tiệm cận dần đến những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra. Ngoài các nội dung thảo luận của các chuyên gia, hội nghị tự động hóa và năng lượng, động lực cho sản xuất thông minh còn giới thiệu về triển lãm tự động hóa Việt Nam và triển lãm điện và năng lượng 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế VKTC Expo thành phố mới Bình Dương. Sự kiện này quy tụ các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa, điện và năng lượng từ khắp nơi trên thế giới, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội hợp tác và phát triển cho ngành công nghiệp Việt Nam. Bình Dương đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp sản xuất thông minh, ứng dụng rộng rãi các giải pháp tự động hóa tiên tiến vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành công nghiệp địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tỉnh đang tập trung giải quyết cùng lúc 4 vấn đề liên quan. Đó là chuyển đổi năng lượng, xử lý phát thải, quản lý vận hành thông minh và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng và của cả nước nói chung theo hướng thông minh, bền vững.